Hàng trăm người ở xã Châu Bình, huyện Rồng Tôm, Bến Tre đang đứng trước nguy cơ mất trắng cả trăm triệu đồng khi chủ hụi tuyên bố vỡ hụi. Chợ Bình Long, nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân xã Châu Bình, bây giờ thành điểm tập trung của những người bị giật hụi. Ở đây, cứ 10 người thì có 9 người tham gia chơi hụi. Hầu hết họ là những lao động nghèo, mưu sinh chủ yếu dựa vào buôn thúng bán bưng ở chợ. Dành dụm từng đồng để đóng hụi với hy vọng sẽ vơi bớt khó khăn, nhưng bây giờ khó thì lại càng khó hơn. Lén chồng chị chơi luôn á, tính chơi hết à, một năm mấy trời chị nghĩ là chị không có chơi nữa. Mà giờ áo là chị không chung, chị khổ biết nhiêu rồi. Không ngờ mà để chơi bao nhiêu là nó ăn, nó hốt hết, nó ăn vậy đó. Bà nó khổ. Tuổi cao sức yếu, thu nhập của gia đình bà Hiệp phụ thuộc vào tiền bán vé số. Dành dụm đóng hụi để sửa lại căn nhà lập sập và trả nợ, nhưng sắp đến ngày hốt hụi thì không thu được đồng nào. Số tiền hơn 30 triệu đồng tích góp được bấy lâu nay của gia đình bà đã không còn. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài trăm triệu, hầu như gia đình nào ở đây cũng rơi vào cảnh điều đứng. Không có dám ăn uống gì trơn á. Không để không đóng hụi không á. Thì bán là sáng hừng sáng là ra bán lát là đóng cho nó rồi á. Rồi bữa nào còn thì mua đồ ăn gì ăn, không còn thôi vậy. Người dân ở đây là người ta đông lắm, khổ quá trời luôn. Người ta buôn bán hàng ngày kiếm đâu có nhiều cũng như gom góp để dành dụm được cái đỉnh mà lúc cuộc là trắng tay luôn. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 270 hộ dân là nạn nhân của vụ vỡ hụi xảy ra ở xã Châu Bình, huyện Dòng Trôn, tỉnh Bến Tre với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hình thức chơi hụi là hụi tháng, nhưng mỗi ngày người chơi đều phải đóng tiền cho chủ hụi. Vỡ hụi xảy ra, chủ hụi không bỏ trốn mà viết giấy nợ cho các hụi viên. Cứ 10 triệu thì sẽ được chủ hụi trả 200.000 đồng. Một ngày là bán lời được khoảng trăm, có khi đắt 120. Rồi mỗi ngày đưa cho bà đây là 40.000. Rồi kéo dài mười mấy tháng đang mà gom được tiền lớn để mà trả nợ. Nhưng mà tới chừng mà bưng tô rồi thì không có đồng nào hết. Dành dụm đó là tôi gom góp đặng là tôi đóng giỏ cho chồng tôi. Mà giờ là tất cả là không còn cái gì tên tội á, mà hàng ngày là đây hõm xuống dưới nó đưa có tầm ngàn, hàng ngày qua xuống nó cũng được có tầm ngàn thôi. Ngay sau khi xảy ra vỡ hụi, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương, đồng thời gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân vì không đủ tiền đóng án phí mà chưa thể gửi đơn khởi kiện.